chéo chặt nhé, cho hai tay để tiếp tục. Ok, xin luôn. Cười lên nhé. Xem ơi.
chị ra hết xinh á. Cái này mặc không phải tốt hết xinh. Chị ơi, đây em vẫn đang muốn bảo là bảo anh cứ xóa em đi này. Cái lúc xong thì lại không nghĩ ra nữa. Không phải, cái này xong lúc em còn 17 tuổi. Xong đôi với cũ. Bây giờ đâu? Biết à, sao biết biết đâu? Biết cũng biết à? Học biết đẹp đấy. Nó biết em đi làm hôm qua. Thì thế nào đúng không? Hôm đấy đến là chưa làm đúng không? Em chưa. Khỏe nhá, cố nhá, lồng hết mấy đồ nhá. Khỏe lắm. Đôi kiểu đi xem nó thế mà sợ ơi. Em thấy không? Đôi này cũng mấy ấy hơn, cũng mấy hơn. Em cảm thấy kiểu khi thì cũng hơn đôi em ấy. Ừ, đúng rồi. Thì chị đi ở Thanh Hóa, anh ở Đông Anh. À, chú Trần Đông Anh. Cả hai anh đều ở đều ở Vĩnh Ngọc ấy. À, Vĩnh Ngọc thì Vân. Vâng. Anh này lấy vợ Thanh Hóa, chị đi ở Thanh Hóa này là ở đấy cứ phải theo luôn là phải xem ngày. Em thấy là dạy dạy nào chụp và chụp đẹp mà chụp. Em ở đâu nhỉ? Em biết. Nhưng mà đi được, thật sự hôm nay đi được đẹp quá. Và cái thằng này nắng đẹp mà không lặng mà không kiểu là không lạnh lắm, không lắm, không lắm. Đẹp quá mà lại không đi được tiếp. Xong quá sau quá mưa. Thôi thì xấu quá. Trắng này. Tôi trắng.
à, để cái vũng miệt nào đây à? Hả? Cắt đây à? Cái gì? Không để cái vũng miệt nào đây à? Không để cái vũng miệt nào đây à? Thank you.
con gà hôm qua để đâu nhỉ? Trên tủ ấy. Thời gian chưa biết đi trên biển đúng không ạ?
Con mình đi.